nếu chín con vật này đột nhiên vào nhà, chứng tỏ thần tài ghé thăm, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, chắc hẳn đã có không ít lần những con vật lạ như là chó, mèo, rơi, rắn bỗng nhiên là vào nhà các bạn. Và phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là vội vàng cầm ngay cái vật gì đó bên mình như là một chiếc chổi hay một chiếc gậy đánh đuổi chúng đi. Nhưng trên thực tế, điều này là hoàn toàn sai lầm. Soi chiếu theo cái góc độ tâm linh, một số con vật là cái dấu hiệu của phát tài phát lộc. Khi bạn thấy những con vật này đi vào nhà mình cũng đồng nghĩa với việc sự nghiệp của bạn sắp có sự khởi sắc vô cùng là tốt đẹp. Cuộc sống của gia đình được nâng lên tầm cao mới, tài lộc đang xếp hàng chuẩn bị ùn ùn kéo đến. À, chắc chắn là bạn sẽ không muốn tự tay phá hoại đi cái sự may mắn đang tới với mình đúng không nào? Và ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn tám con vật đột nhiên vào nhà chứng tỏ thần tài ghé thăm, chớ dại mà xua đuổi đánh đập kéo lại mất lộc một rắn vào nhà đẻ trứng à, thưa quý vị nhiều người cho rằng với ngoại hình ghê rợn rắn là loài dã thú biểu tượng cho cái xấu vì thế khi rắn vào nhà thì họ thường xua đuổi vì cho rằng cái vận đen đang tới tuy nhiên theo phong thủy phương đông thì rắn là cái điềm báo của sự may mắn tài lộc điều đó được biểu hiện như gia đình hoặc cuộc sống của bạn sẽ có một ai đó đặc biệt hiện diện giống như câu quý nhân phù trợ khi bạn gặp rắn vào nhà đó là một cái dấu hiệu vô cùng may mắn như một thần tài ghé thăm và sẽ làm cho ngôi nhà của bạn có những cái thay đổi mới theo cái chiều hướng tích cực. Vậy nên, đừng bao giờ cố gắng để gây tổn hại hoặc là giết một con rắn khi mà phải đối mặt với nó ở trong nhà. À những con rắn càng độc thì càng may mắn giúp bạn gặt hái được nhiều cái thành công trong cuộc sống. Đặc biệt, nếu rắn vào nhà đẻ trứng là cái biểu hiện của sự sung túc, ấm no và phú quý. Tại các nước Ấn Độ hoặc là Malaysia thì rắn được coi là một vị thần. Nên là khi dán vào nhà thì chính là đại diện của Phúc lộc. Hai, rơi bay vào nhà. Quý vị thân mến, cũng giống như loài rắn, hình thù của loài rơi cũng khá đáng sợ nên nhiều người không mấy thiện cảm với chúng. Vì thế, khi một con rơi nó bay vào nhà thì họ thường xua đuổi vì cho rằng nó mang theo những cái điều không hay. Nhưng trên thực tế thì ngược lại, rơi bay vào nhà lại tượng trưng cho sự phú quý, sự giàu sang. Điều này ngầm báo rằng gia đình bạn sẽ gặp may mắn trong cái chuyện là tiền bạc và tài chính. À, nền văn hóa phương Đông cũng đã chứng minh rơi là động vật biểu tượng của sự đại phúc và trường tồn. Biểu tượng con rơi thường được dùng làm cách điệu bằng hình tròn với ngụ ý là ngũ phúc lâm môn. À, khoa học cũng lý giải rơi là loại nhạy bén và có cái giác quan thứ sáu nên là nó có thể dễ dàng nhận được cái môi trường thuận lợi để mà sinh sống. Vì thế khi rơi làm tổ trong nhà bạn cũng đồng nghĩa với việc là ngôi nhà là nơi đất lành chim đậu. Thứ ba là chó đi lạc vào nhà. Quý vị thân mến. Nếu một ngày có một chú chó ở đâu bỗng dưng lạc vào nhà bạn, bạn đừng vội xua đuổi nó, bởi đây có thể là cái dấu hiệu của thần tài sắp ghé thăm gia đình bạn. Ở trong nhà bạn sắp có hỷ tín, cái việc làm ăn, buôn bán thì sẽ tốt lành trong suốt cái năm đó. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm, công việc cũng như là cái chuyện học tập thì cũng có nhiều cái thuận lợi và đạt được những cái thành công tốt đẹp, khiến cho bạn có một năm viên mãn. Tất nhiên rồi, bởi vì chó đứng đầu cái danh sách con vật nuôi trong nhà và không thể nào thiếu nó được. À, những người mệnh mộc nuôi chó sẽ rất tốt, do là mộc khắc được thổ, đúng không? Những người tuổi mão, tuổi dần thích hợp nuôi chó nhất. Những người tuổi tý, tuổi hợi không nên nuôi. Thưa quý vị, những chú chó thường có giác quan rất xuất sắc, chúng vừa giữ nhà lại vừa xua đuổi kẻ gian. À, Trong phong thủy còn tin rằng chó có thể nhìn thấy người âm, nên chúng cũng thường xuyên âm thầm xua đuổi cái thế lực này mà chúng ta không hề hay biết. Ngoài ra, theo phong tục của dân gian thì chó thường sủa gâu gâu có nghĩa là giàu giàu. Vậy nên chúng được tin là sẽ đem lại cái tiền tài cho gia chủ bốn là ong mật xây tổ quý vị thân mến ong mật thường làm tổ ở những cái nơi mà có môi trường tốt nếu như nó xây tổ trong nhà bạn điều này báo hiệu rằng cái vận khí của gia đình đang rất tốt tài vận thì như ý lộc lá thì đầy nhà à, theo quan niệm phật giáo nếu ong mật xây tổ trong nhà thì có nghĩa là gia đình đã kết thiện duyên với chúng à, những con ong đến để báo ân tượng trưng cho cái sự hạnh phúc viên mãn mùa màng bội thu và luôn gặp được những cái điều may mắn À, nếu bạn là một người kinh doanh buôn bán, điều này cho thấy công việc của bạn sẽ thuận lợi và cuộc sống của gia đình cũng rất êm đềm và yên ấm. Vì vậy, nếu có một đàn ong xây tổ trong nhà, thì bạn đừng vội xua đuổi chúng mà hãy để yên tại chỗ. Thứ năm là bướm bay vào nhà. À, nếu bạn thấy bướm bay vào nhà, điều này thường được giải thích là bạn sắp nhận được một số khách hàng quan trọng trong cái chuyện kinh doanh làm ăn. Nếu bạn thấy chú bướm bay vào nhà có hình sắc màu tươi sáng, có nghĩa là người đó sẽ mang lại tin tốt liên quan đến tình yêu của bạn trong thời gian sắp tới. Nếu con bướm có màu xám gần như đen, ấy, thì người đó sẽ mang lại cái tin tốt liên quan đến cái nghề nghiệp hoặc là công việc kinh doanh, cũng như là cái chuyện tiền bạc, tài lộc sẽ bay vào nhà. Thứ sáu là rùa. Rùa là một linh vật đại diện cho sự trường thọ. Nếu như trong gia đình có người ốm ấy, mà tự nhiên rùa tìm đến, thì không bao lâu sau bệnh sẽ tiêu tan và người đó sẽ khỏi bệnh rùa được coi là cái loài vật chấn giữ ngăn cản cái việc chết chóc đuổi đi những điểm khở và mang về cái sự may mắn cho gia chủ rùa tự tìm đến nhà cũng báo hiệu rằng có quý nhân tương trợ giúp đỡ công việc sẽ thuận lợi và sự nghiệp sẽ hanh thông một cách nhanh chóng thứ bảy là côn trùng nhỏ khi các bạn thấy các loài côn trùng như là châu chấu bọ ngựa đột nhiên vào nhà thì đó có nghĩa là một người khách quý sẽ tới thăm nhà bạn à, những con vật nhỏ này sẽ mang đến cho gia đình nhiều tin vui cũng như là một sự vinh danh rất lớn À, theo quan niệm phong thủy thì đây được cho là một cái dấu hiệu cho thấy bạn sẽ gặp may mắn mãi mãi à, tất cả các kế hoạch của các bạn sẽ phát triển thành công có kết quả tiền bạc mà không phải cố gắng nhiều 8. À, là chim bay vào nhà làm tổ điều này chứng tỏ loài chim cảm thấy được sự an toàn khi mà nó làm tổ trong nhà bạn khi nó làm tổ ở một nơi nào đó thì cái cảm quan của con chim sẽ linh cảm cho nó nơi đó có an toàn cho nó và các con của nó hay không chim vào nhà là một trong điểm báo may mắn là gia đình bạn sẽ gặp nhiều niềm vui, có thể đón thêm thành viên mới, cũng như gia đình bạn đang rất hạnh phúc, luôn vui vẻ với nhau. À, những người trong nhà bạn chắc hẳn là những người yêu thương con chim, nên chúng mới tìm đến làm tổ. Đó là một ngôi nhà rất yên bình mà các thành viên trong ngôi nhà rất muốn trở về sau khi đi xa. Hãy trân trọng những cái điều đáng quý này, đó là một điểm báo tốt, may mắn. Nên các bạn đừng phá tổ chim hay xua đuổi chúng đi. À, thưa quý vị, không chỉ có những con vật đi lạc vào nhà thì mới mang lại cái may mắn, mà theo quan niệm phong thủy học. Ngay cả khi xuất hiện những giấc mơ, mỗi con vật cũng là một cái điểm báo cho cái tương lai. Cái việc giải mã giấc mơ sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc toàn diện hơn về chính bản thân mình cũng như bật mí cái căn nguyên của nhiều vấn đề trong cái cuộc sống mà chủ nhân của nó đang gặp phải. Điều này có khiến cho quý vị thấy tò mò và háo hức không? Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. À, thưa quý vị, các con vật trong giấc mơ nó thể hiện cái bản năng nguyên thủy nhất, những cảm xúc sâu kín nhất của con người đó là một cái minh chứng cho thấy cái khát khao cái sự tự do và được sống đúng với cái bản chất của mình khi giải mã giấc mơ về các con vật cần lưu ý những cái câu hỏi sau đó là động vật hoang dã hay là động vật nuôi trong nhà con vật đó yếu ớt hay là khỏe mạnh con vật đó sống trong môi trường nào các bạn có tương tác với nó hay không hay là chỉ đứng nhìn à, con vật đó tiếp cận với bạn từ hướng nào con vật đó đi di chuyển như thế nào vân vân rất nhiều các câu hỏi À, tất cả những yếu tố kể trên đều góp phần không nhỏ vào cái việc lý giải ý nghĩa của giấc mơ khi thấy động vật. À, dưới đây là ý nghĩa của những con mà thường gặp trong mơ. À, tuy nhiên cái ý nghĩa của giấc mơ còn phụ thuộc nhiều vào các chi tiết nêu trên ở à, 6 câu hỏi trên. một mơ thấy kiến quý vị thân mến với bạn thì kiến có thể gợi ra cái cảm giác khó chịu ngứa ngáy nếu trong giấc mơ bạn cảm nhận được một con kiến đang bò lên người mình thì điều đó có thể nhắc nhở bạn về một công việc chưa hoàn thành nào đó kiến cũng là loài vật tượng trưng cho cái sự chăm chỉ và ý thức cộng đồng. Vậy nên, nếu bạn mơ thấy một đàn kiến thì chứng tỏ bạn là người có gia đình, bạn bè luôn ở bên ủng hộ, động viên trên mọi bước đường của công việc cũng như là trong cuộc sống. Giấc mơ thấy kiến cũng có thể là cái dấu hiệu cho thấy bạn không lấy hết cái lý do này đến lý do khác để bao biện cho bản thân mình nữa. Mà hãy thể hiện bằng cái hành động thực tế để biến giấc mơ thành hiện thực. Kiến là lời nhắc nhở rằng nếu bạn bước đi từng bước nhỏ nhưng mà thật vững chắc thì và luôn nỗ lực không ngừng thì chắc chắn bạn sẽ đạt được thành công bởi kiến là cái minh chứng hùng hồn nhất cho cái việc điều nhỏ bé có thể tạo dựng nên cái điều kỳ diệu trong cái cuộc sống hai mơ thấy gấu quý vị thân mến gấu là loài vật tượng trưng cho cái sự điềm đạm và cứng rắn gấu cũng là loài vật thể hiện cái sự tự vấn về lương tâm nếu bạn mơ thấy một chú gấu đang ngủ hoặc đang ngủ đông thì đây là cái dấu hiệu cho thấy bạn nên tìm hiểu thật kỹ Trước khi đi trình bày một ý tưởng nào đó với mọi người xung quanh Nếu con gấu đuổi theo bạn Thì có vẻ như bạn đang cố tình trốn tránh một cái sự thật nào đó trong cuộc sống Và đã đến lúc các bạn cần phải giải quyết dứt điểm cái vấn đề đó rồi à, Nếu như con gấu đứng thẳng bằng hai chân Thì bạn cũng nên đứng lên bảo vệ cái quan điểm mà những điều mà mình tin tưởng Giấc mơ thấy gấu đôi lúc cũng cho thấy rằng Bạn biết được cái điểm mạnh của bản thân Nhưng đừng từ chối cái việc thể hiện nó ra ngoài À, trong trường hợp này thì con gấu xuất hiện trong mơ nhằm khuyến khích bạn thể hiện cái bản thân hơn nữa trong cuộc sống. Đừng chờ đến lúc con giun xéo lắm cũng quản thì mới thể hiện cái sức mạnh của bản thân. Thay vào đó, các bạn nên dần dần xây dựng cái tầm ảnh hưởng của mình một cách là mạnh mẽ hơn, vượt qua tất cả những cái rào cản để có được cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Thứ ba là mơ thấy mèo. Thưa quý vị, mèo là biểu tượng của nữ thần quyền lực, của sự bí ẩn và của sự giám hộ về cái mặt tinh thần nếu con mèo xuất hiện trong giấc mơ chứng tỏ bạn đã nên nhìn thấu hiểu vào cái tâm can của chính mình nên dành nhiều thời gian để khám phá về những cái góc khuất còn chứa đựng trong cái tiềm năng của bản thân mà chưa được khai phá có thể đó là một nơi tăm tối chưa được biết đến nhưng bạn đã biết đấy cái bóng tối chẳng là gì so với cái đôi mắt tinh anh của một chú mèo vì thế nó sẽ giúp bạn dần dần khám phá ra những cái điều sâu kín nhất của bản thân mình thường thì mèo trắng tượng trưng cho sự giác ngộ về cái mặt nhận thức còn mèo đen là biểu tượng cho sự huyền bí và bí mật và những cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi con người. Mèo hoang thì khuyến khích chúng ta vận dụng cái sức mạnh của mình nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Còn mèo nhà là chốn bình yên, an toàn để nương náu trên đường đời. Thứ tư là mơ thấy chó. Quý vị thân mến, có thể các bạn đoán rằng chó là loài vật tượng trưng cho tình bạn và sự trung thành. Nếu trong giấc mơ mà bạn nghe thấy tiếng chó sủa, thì có vẻ như bạn đang vướng phải chuyện thị phi, chắc trở và trở thành đối tượng cho những người khác ngồi ngồi lê đôi mách buôn chuyện. À, nếu trong mơ bạn bị chó cắn thì có vẻ như bạn đang cảm thấy tội lỗi vì một chuyện gì đó. Chú chó xuất hiện trong giấc mơ nó đại diện cho bản năng của mỗi con người. À, vì thế có thể bạn đang rất muốn được làm những cái điều mà trái tim mình mắc bảo thay vì phải suy nghĩ cân đo đong đếm quá nhiều. Nếu trong giấc mơ bạn bị chó tấn công thì có vẻ như trong thực tại bạn đang hành động quá vội vàng hấp tấp. Từ giờ cần phải suy nghĩ kỹ càng, thận trọng hơn. Nếu một chú chó dẫn đường cho bạn trong giấc mơ, có vẻ như bạn đang cảm thấy thoải mái, hài lòng với cái hiện tại hoặc là những kế hoạch bạn đề ra thì đang tiến triển một cách khả quan và chẳng có gì phải lo lắng cả. Thứ năm là mơ thấy voi. Quý vị thân mến, voi xuất hiện trong giấc mơ nhằm gửi đến cái thông điệp rằng ở thời điểm hiện tại bạn có đủ sức mạnh để đối mặt với bất kỳ những khó khăn, những trắc trở nào trong cuộc sống. Voi là cái loài vật tượng trưng cho sức mạnh, cho chủ quyền, cho sự ổn định, chậm mà chắc. Nếu trong mơ mà bạn thấy đang cưỡi voi Thì có thể bạn đang là trụ cột trong một gia đình Và mọi người đều phụ thuộc rất nhiều vào bạn Nếu gặp một chú voi trong cái giảm xiếc trong giấc mơ ấy, Thì có thể bạn đang có cái thái độ khá thở ơ với một việc gì đó trong cuộc sống Mà bạn đáng lẽ phải quan tâm và nghiêm túc hơn Đôi lúc cái giấc mơ thấy voi là cái lời nhắc nhở Bạn nên quan tâm hơn đến người nào đó đang rất gần trong cái cuộc sống của mình Thứ sáu là mơ thấy cóc Thưa quý vị, Cóc là cái biểu tượng của sự phước lành, của tình yêu và của sự thịnh vượng. Nếu trong mơ mà bạn cầm một con cóc trên tay thì chứng tỏ một cái ước mơ cháy bỏng nào đó của bạn sắp thành hiện thực. Những con cóc xuất hiện trong mơ còn đánh dấu cái thời kỳ chuyển giao về nhận chức, tinh thần và tình cảm của bạn. Nếu bạn nghe thấy tiếng cóc kêu trong mơ, chứng tỏ bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về các vấn đề tâm linh. Còn nếu trong giấc mơ mà thấy cóc xuất hiện dưới nước thì bạn có vẻ đang phải trải qua cái cú sốc về tâm lý nhưng vẫn có thể làm chủ được tình hình. À, cóc xuất hiện trong giấc mơ khuyến khích bạn hãy tự tin phát huy cái mọi nguồn lực kể cả những nguồn lực tưởng như là không liên quan nhất để có thể thực hiện được mọi mục tiêu của mình con cóc nhắc nhở bạn rằng dù cách làm kế hoạch mà bạn đặt ra có khác thường như thế nào đi chăng nữa thì điều đó không có nghĩa là bạn sẽ thất bại hãy tin tưởng vào chính mình thứ bảy là mơ thấy chăn rắn quý vị thân mến chăn rắn trong giấc mơ biểu tượng cho cái năng lượng tâm linh khi mơ thấy rắn chăn đó là cái dấu hiệu cho thấy bạn nên khai mở cái nguồn năng lượng tâm linh của bản thân và điều đó sẽ tác động đến cảm xúc ham muốn cũng như là cái bản năng trong cuộc sống của bạn nếu có thể khai thác những cái nguồn năng lượng này thì bạn sẽ dần dần hình thành những cái nhân cách sắc bén hơn và cái số mệnh của bản thân sẽ được cải thiện một cách đáng kể nếu trong giấc mơ bạn bị rắn cắn thì có lẽ đừng nên vội vàng đặt lòng tin ở những người mới quen nếu trong giấc mơ con rắn lột da ấy, thì có vẻ như bạn đang cảm thấy bị kìm kẹp gượng ép trong thực tại và bạn đang cố gắng vươn ra thoát mình khỏi cái hoàn cảnh đó rắn và chăn đều là những loài động vật cực kỳ nhạy cảm với cái môi trường sống xung quanh chúng sống phụ thuộc vào những cái yếu tố tự nhiên và đặc biệt là nhiệt độ và khó sinh tồn nếu những yếu tố này không thỏa mãn trong giấc mơ thấy rắn có thể là lời cảnh báo cái tình hình rằng bạn sẽ nhận thức rõ hơn về cái thế giới xung quanh Hãy trân trọng và biết ơn những gì mà đã giúp bạn sống sót để vượt qua phát triển trong những thời gian này. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con vật vào nhà báo hiệu bạn sắp rổ to. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.